cuốn mây đen về làm hồng sang trời. Xin chào anh em, hiện tại là em đang ở Đông Sơn, Thanh Hóa các bác nhé. Bây giờ cũng là 7 giờ 20 tối rồi. Sáng đến giờ thì có lắp hai bộ ở gì ở đấy gọi là hậu lồng. Đây thì hiện tại anh em đang ở Đông Sơn, Thanh Hóa các bác nhé. Đây là thêm một bộ cho buổi tối này. Chắc là ngày mai thì em vẫn ở Thanh Hóa thôi. Ngày mai cũng còn phải set nữa. Đây, hiện tại thì Hào đang set up bộ này rồi, bây giờ bên em đã lên hoàn thiện hết rồi các bác nhé. Đây, mời các bác xem qua những cái đồ đạc này. Hơi ồn một chút các bác nhé. Đây, xem qua thôi xong em sẽ giới thiệu từng cái một cho các bác nhé. Đấy, đây là một đôi loa của DB EV12. Dòng này là 12 triệu năm này các bác nhé. Và đây là tủ máy nhé. Đây thì sử dụng là một bộ mic 450 plus 452 la mã này, một con quản lý nguồn mã mới này SP500, một con vang S700 plus, đây là một con đẩy B2600 600W một kênh các bác nhé. Và đây cũng là mã sub mới của DB này, SP12B nhưng mà mẫu rất là mới nhé, đẹp. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ chuẩn bị setup và lên nhạc cho các bác xem nhé. Hãy subscribe cho
rông vẫn chơi chỉ có ta. Hay về cung văn. Rông vẫn ta tình cũng qua. Tiền không biến giới như tình anh với em. Hơn cả những gì sao anh. Chẳng nhau đến cao, chẳng gắn trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ tình. Ok không anh? Tiện hôm nay em đang lắp một bộ combo karaoke cho các bác khách ở Thanh Hóa. Thì cũng nói luôn một các bác một cái vấn đề, đó là rất là nhiều bác mua những cái súp chất lượng về nhưng mà tại sao nghe nó bị è, nghe nó bị không được hay hay nó không đủ lực. Mặc dù là khi mà nghe ở những cái chỗ test nó rất là hay, bởi vì một vấn đề nó có hai vấn đề mà nói đến. Một là vấn đề điện, thì ví dụ như ở đây các bác phải xem là điện đầu vào khá là yếu, nó chỉ là 179 thôi. Đấy, thì những cái điện như này thì nó không thể nào mà nó đủ nó cung cấp cái dòng cho cái đẩy được, nên là cái súp đánh nó sẽ không được ra đúng cái chất của nó các bác nhá. Giống như kiểu là mình ăn no ấy, mình đi làm thì mình sẽ dễ hơn, còn mình đói thì không thể nào mình làm mình nặng được, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì ạ? Đó là cái tiếng súp. Cái súp này quan trọng nhất là cái gì ạ? Đấy, đó là cái chỗ kê. Cái chỗ kê là một yếu tố rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chất âm của cả cái súp. Ví dụ ở đây em đang kê gần ở cái một cái kệ đây, có những cái ngăn kéo ra cái vào này, thì khi mà anh lớn lên ấy, các bác phải nghe tiếng è nó rất là lớn luôn đấy. Đây các bác có thể nghe thấy luôn. Nếu như mà không để ý kỹ ấy, thì sẽ cảm giác như là cái súp nó bị nó đang bị có lỗi gì đấy, nghe nó rất là khó chịu. Nhưng mà thực ra là do cái chỗ chúng ta kê gích, những cái vật dụng đánh nó bị rung, đặc biệt là những nhà bác nào mà dùng nhiều cái kiểu gỗ và kính nhẹ và phòng nhỏ đánh lớn lên nó sẽ bị è rất là lớn. Nên là lưu ý các bác hai cái điểm đấy, tại sao mà tiếng súp nó không được hay các bác nhé. Một là kê kích, thứ hai là set up, thứ ba là cái chất lượng súp, ba đấy là người ba đấy đều phải có đủ thì nó mới cho ra được một cái chất súp ok.